Vũ có thể chia sẻ một chút là cảm xúc của em như thế nào khi tham dự cái sự kiện AFF Awards 2019? Thì thật sự Vũ rất là vinh dự khi được tham gia cái sự kiện này. Và mình và một đối thủ nữa hy vọng là sẽ đoạt giải. Trong suốt quá trình vừa qua thì cái sự phấn đấu của Vũ như thế nào trong cái năm vừa rồi? Trong năm qua thì tôi cũng như toàn đội đã rất là cố gắng, đặc biệt là ở giải câu lạc bộ 2 năm gần nhất thì Thái Thanh Nam năm trước là Á quân và năm nay là hạng 3, chỉ thua đội vô địch của Nhật Bản tại cúp C1 châu Á. Tức là cũng rất khó khăn để Vũ có thể đến được tham dự sự kiện như em. Thì nếu như giành được giải thưởng thì em muốn chia sẻ cái điều này với những ai? Nếu giành được giải thưởng thì tôi cũng chia sẻ đến gia đình, đồng đội, bạn bè, fan hâm mộ và tất cả những người đã luôn ủng hộ tôi. Vũ nghĩ thế nào về cái quá trình phát triển của Busan trong suốt quãng thời gian vừa qua? Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sau khi mà dự vòng chung kết World Cup 2016 thì Busan đã của Việt Nam nói chung là đang là rất phát triển. Trình độ của các đội lúc trước thì Thái Thiên Nam độc tô một mình, còn bây giờ là các đội đã nâng tầm lên rất là đồng đều. Phong trào cả nước thì giờ cũng đang rất là phát triển. Như giải Phú Thọ vừa qua thì các khán giả cũng đã theo dõi và ủng hộ rất là đông cho đội tuyển Busan. Ngoài Phúc San ra thì bóng đá sân 11 cũng là một cái điều mà người hâm mộ Việt Nam rất là quan tâm. Thì trong cái sự cạnh tranh của đêm nay sẽ có hai giải thưởng rất quan trọng là liên quan đến cầu thủ xuất sắc nhất năm là cầu thủ nam xuất sắc nhất năm, thì trong đó có sự cạnh tranh của Quang Hải và Trang Thiết trong Brazil. Vũ có hay xem theo dõi hai bạn đó không, và em nghĩ ai sẽ là người giành chiến thắng? Nghĩ trong một năm vừa qua thì từ khi Park Hang-seo lên bóng quyền thì bóng đá Việt Nam đã là phát triển, và bây giờ ta có thể thấy bảng xếp hạng là đứng đầu của Đông Nam Á, và tôi nghĩ là Quang Hải sẽ có nhiều ưu thế hơn. Ok, cảm ơn Vũ nha. Good luck.